Ma Hoàng Các Kích Phàm, tập 23. Một lão giả tóc trắng chậm rãi hạ xuống bên người Tạ Thiên Dương, vung tay lên liền đánh bay tất cả những tên đoán quốc cảnh cao thủ kia đi ra ngoài. Bát trưởng lão. Lão giả này là vị lão nhân toàn thân tiều tụy, trong mắt khá đục ngầu, hoàn toàn không còn thần quang mà cao thủ nên có. Hơn nữa tay phải hắn cũng thiếu đi 3 ngón tay, nhưng trên mu bàn tay lại nổi gân xanh, cốt cách lởm chởm, hiển nhiên là cao thủ sử dụng kiếm. Tạ Thiên Dương vừa thấy được hắn, liền trên mặt vui vẻ kêu ra một tiếng. U Quỷ Cốc cũng cười lạnh. Kiếm Tùy Phong, 50 năm không gặp, gần đây ổn chứ? Vốn đang tốt, nhưng vừa thấy ngươi thì toàn thân liền không thoải mái. Hồng Hằng khẽ diễn năng, Kiếm Tùy Phong quay đầu nhìn về phía U Quỷ Thất, trong đôi mắt già nua lại đột nhiên dần dần hiện ra hận ý, khắc cốt ghi tâm. Bát trưởng lão, người đến vừa đúng lúc, mau giúp ta cứu Ngưng Nhi. Tạ Thiên Dương vội vã lôi cánh tay Kiếm Tùy Phong, chỉ hướng Ngưng Tiết Ngưng Hương nói ra. Nhìn thiếu nữ kia một chút, Kiếm Tùy Phong lắc đầu. Thiên Dương, đây là việc của Ung Cốc bọn họ, chúng ta không được cần để ý. Đúng vậy, người trẻ tuổi xen vào việc người khác sẽ phải bỏ ra đại giới rất lớn đó. U Quỷ Thất cười tà mị một tiếng, nhìn về phía Kiếm Tùy Phong nói ra. Bên cạnh ngươi có một ví dụ rất tốt. Nếu không phải hắn xen vào chuyện bao đồng, như thế nào lại vô duyên vô cớ vứt bỏ 3 ngón tay chứ? Nghe được lời này, Kiếm Tùy Phong trong mắt hung hăng, rung rung, ánh mắt đỏ như máu, nhìn U Quỷ Thất nói ra. Năm đó, nếu không phải lão phu trẻ người non dạ, làm thế nào có thể mắc vào quỷ kế của ngươi? Cũng không thể nói như vậy. Lúc này U Quỷ Cốc cười lớn một tiếng, đi lên phía trước nói ra. Sự tình của tiền bối ta, nghe gia sư nhắc qua, cái gọi là người không phong lưu, uổng thiếu niên nha. Năm đó tiền bối, nếu không phải thèm nhỏ dãi, dung mạo của một cô nương thuộc gia tộc phụ thuộc U Minh Cốc chúng ta, như thế nào lại binh bại Ôn Nhu Hương? Sau cùng để quý phủ chủ dùng 3 tòa thành trì đem ngươi đổi về chứ? Chỉ bất quá, mất 3 ngón tay kia lại rất cục nhất không lên được nữa. Hùng Hằng khẽ nghiến răng, Kiếm Tùy Phong toàn thân khí thế phóng ra, hai mắt dần dần đỏ bừng, phẫn nộ trừng mắt về phía bọn hắn. U Quỷ Thất, các ngươi không nên quá đáng. Ngươi muốn như thế nào? Muốn đánh sao? Trong mắt hơi híp lại, U Quỷ Thất cười tà dị một tiếng. 50 năm trước, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hiện nay, ngươi chỉ là Thiên Huyền nhị trọng, ta là Thiên Huyền tam trọng, ngươi càng không phải là đối thủ của ta. Thật muốn đánh một trận, ngươi nên bảo các ngươi, nên bảo Thất Kiếm lão các ngươi tới đi. Kiếm Hầu phủ thập tam kiếm lão danh chấn không trung, U Quỷ Thất ta cũng rất bội phục, nhưng duy chỉ có mấy vị từ 8 kiếm lão về sau, lão phu cũng đều thấy chướng mắt. Người Hùng Hằng khẽ nghiến răng, Kiếm Tùy Phong song quyền bất giác siết chặt, nhưng đến sau cùng lại thở dài một hơi quá to. Thiên Dương, chúng ta đi. Thế nhưng bát trưởng lão, ngài coi như không cứu Ngưng Nhi cũng phải vì vinh dự của Kiếm Hầu phủ chúng ta mà chiến chứ, cứ như vậy mà đi. Im miệng, ngươi còn không nhìn ra sao? Hắn đang cố ý khích tướng chúng ta. Nơi này là địa bàn của U Minh Cốc, một khi chiến lên, bất luận là thắng thua, Kiếm Hầu phủ chúng ta đều ăn thiệt thòi. Quay đầu hung hăng trừng U Quỷ Thất một cái, Kiếm Tùy Phong nghiến răng. Thiên Dương, ngươi nhớ kỹ cho ta, cái tên U Quỷ Thất kia gian trá giả hoạt, về sau gặp phải hắn phải lưu 12 cái tâm nhãn. Thở sau một hơi, Tạ Thiên Dương liếc nhìn Kiếm Tùy Phong một chút, vừa nhìn về phía Tiết Ngưng Hương ở xa, không khỏi trong mắt ngưng tụ, kiên định nói. Ta hiểu rõ, chẳng qua nếu như hôm nay ta không cách nào cứu Ngưng Nhi, cả một đời ta đều sẽ hối hận. Ha, không sai, quả nhìn tuổi kẻ khí thịnh à, không biết thế đạo hiểm ác. Vì Kiếm Hầu phủ tiểu công tử này ưa thích anh hùng cứu mỹ nhân, vậy lão phu liền cho ngươi một cơ hội, đem cả nhà ngươi, cả nhà của nàng đều cứu đi à. Như vậy nàng càng thêm cảm kích người đó. Vừa dứt lời, U Quỷ Thất vỗ vỗ tay, tiếp đó liền có 4 tên đoán quốc cảnh đem 4 cọc gỗ chữ thập đẩy ra, mà treo trên cọc gỗ chữ thập kia chính là một đám già trẻ thích gia. Gia gia, cha, ca ca. Nhìn thấy cảnh này, Tiết Ngưng Hương không khỏi kêu lên một tiếng, sau đó hung tợn nhìn về phía U Quỷ Thất. Thất trưởng lão, người đây là muốn làm gì? Làm ngươi xấu à? U Quỷ Thất xì cười một tiếng, nhìn về phía Tạ Thiên Dương ở phía đối diện. Bằng không, vì tiểu công tử này như thế nào làm anh hùng cứu mỹ nhân được chứ? Nói rồi, U Quỷ Thất đột nhiên biến sắc quát to, đồng thủ. Phập phập phập. Theo từng tiếng vang trầm đục vang lên, 4 tên đoán quốc cảnh bỗng cầm một cái bộ móc sắt hướng về phía 4 người Tiết Định Thiên mà đâm vào từ mắt cá chân. Một móc hướng về phía trên đâm lên rất nhanh, liền quấn tới bụng bọn hắn.
máu tươi cứ theo rìa mắt kia chảy xuống, mãnh liệt thống khổ khiến cho bốn người nhịn không được gào khóc thành tiếng. Riêng lúc những người kia đem bọn hắn móc kéo hướng ra ngoài, càng như là muốn đem cả người bọn hắn kéo đứt lìa. Cho dù là Thiên Huyền Cảnh Tế Định Thiên cũng đau đến mức kêu gào thảm thiết. Tiết Ngưng Hương trơ mắt nhìn thấy thân nhân đau đớn thê thảm, lệ đã rơi đầy mặt, hướng về phía U Quỷ Thất gấp gáp quát lên: U Quỷ Thất, mau dừng tay, nếu không ta liền chết ở trước mặt ngươi. Ngươi để dám chết, lão phu liền giết chết bọn hắn. Khuôn mặt U Quỷ Thất âm trầm quát lạnh nói. Nghe được lời này, Tiết Ngưng Hương trong nhà mắt ngơ ngẩn, bên tai không ngừng truyền đến tiếng thân nhân thống khổ kêu gào. Nàng lại không có cách nào, chân mềm nhũn, thân thể run lên, liền té ngã trên đất, hai mắt lo lắng thất thần. Không khỏi xì cười một tiếng, U Minh lắc cái đầu đi đến bên người Tiết Ngưng Hương, khinh thường bĩu môi: Tiểu cô nương, ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình, dám can đảm cùng sư phụ ta bàn điều kiện. Sư phụ ta là ai chứ? Hắn thế nhưng là người xưng đệ nhất trí giả Ưng Thách Khiếu Quỷ Linh Lung, U Minh Cốc. Thất thế gia, bên trong thất thế gia có bao nhiêu người là thủ hạ bại tướng của sư phụ ta, bằng ngươi cũng muốn thắng lão nhân gia ông ta một bậc sao? Hờ, đàng hoàng nói cho ngươi một chút, cũng là bởi vì ngươi chọc giận lão nhân người đó cho nên mới có hạ tràng như thế này. Ngươi tuy nắm bắt được yếu điểm của hắn nhưng cũng đáng tiếc, ngươi cuối cùng quá đơn thuần. Không nên quên, yếu điểm của ngươi cũng nằm tại trong tay lão nhân gia người đó. Nghe được lời này, Tiết Ngưng Hương bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn về phía U Minh, trong hai mắt trừ ánh nước mắt ra thì cái gì cũng không có. Tuyệt vọng, thật sự là tuyệt vọng. Nàng nghĩ rằng bằng vào sức một mình nàng có thể cứu người cả nhà, nhưng kết quả là vẫn đấu không được lão hồ ly kia, ngược lại còn chọc giận hắn, để người nhà nàng càng chịu nhiều thống khổ. Hết thảy đều là ta sai, người nào có thể tới cứu ta? Như là mà nói mê lẩm bẩm, Tiết Ngưng Hương hai mắt lo lắng nhìn về phía bầu trời, nước mắt như trân châu từng viên rơi xuống. Người nào có thể đến cứu lấy chúng ta? Ngu ngốc. U Minh khẽ cười một tiếng, thờ ơ nhún vai. Bất quá coi như ngu ngốc cũng có thể làm lô đỉnh đi. Tạ Thiên Dương nhìn thấy Tiết Ngưng Hương đột nhiên biến thành bộ dạng này, bất giác trong lòng đau xót, muốn lập tức xông lên phía trước, lại bỗng nhiên bị Kiếm Tùy Phong kéo lại, lắc đầu với hắn: U Quỷ Thất, người này cách xa hắn một chút đi. Thế nhưng bát trưởng lão. Tạ Thiên Dương còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng Kiếm Tùy Phong cũng là kiên định lắc đầu, một cánh tay mạnh mẽ cứng rắn giữ chặt hắn, sợ hắn dưới tình thế cấp bách thật sự xông lên. Bịch. Tạ Thiên Dương vô lực quỳ rạp xuống đất. Nam nhân đỉnh thiên lập địa, lần đầu tiên trong đời chảy xuống nước mắt khuất nhục. Nữ nhân mình thích đang thụ tra tấn, chính mình lại cứu không nổi, không có gì có thể khiến hắn đau khổ hơn được nữa. Giờ khắc này, lời Trác Phàm nói với hắn tựa hồ lại vang lên bên tai hắn: Người coi như có đến đó cũng chỉ có thể nhìn thấy, cái gì cũng làm không được. Tất cả mọi thứ đều bị Trác Phàm nói trúng. Trước kia hắn từng cho là hắn cái gì cũng có thể làm được, nhưng hiện tại hắn mới phát giác ra hắn vô năng như thế nào. Một cổ cảm giác bất lực bỗng nhiên dâng lên. Vốn dĩ lão tử mới thật sự là kẻ hèn nhát, Trác Phàm, người cái tên Vương Bát Đảnh này hiện tại đến tục cùng đang ở đâu? Tạ Thiên Dương hung hăng nghiến răng, nương theo nước mắt nam nhân, nện nhất quyền nện lên mặt đất cứng rắn, đem đầu nắm tay nện đến sưng đỏ. Kiếm Tỳ Phong nhìn thấy tất cả, minh bạch sự thống khổ của thanh niên này, nhưng lại bất lực tòng tâm. Đột nhiên lôi lên phòng bị của Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương đồng thời phát ra lôi quang lóa mắt, chỉ là lần này so với lúc trước càng thêm chói mắt. Đây chỉ có thể là do ba cái lôi đình phòng bị hội tụ lại thì mới có thể phát ra. Gia hỏa kia đã đến. Tạ Thiên Dương mãnh liệt nâng lên đầu, một vẻ mặt hy vọng hướng về phía tứ phía tìm kiếm. Tiết Ngưng Hương cũng là không khỏi run run thân thể, trong hai con người tan rã dần dần ngưng tụ, nhìn về phía lôi lên phòng bị trong tay lẩm bẩm: Trác đại ca. Âm âm. Đột nhiên từ không trung ngàn dặm không mây sáng sủa đột nhiên vang lên tiếng thôi lôi bên kình thiên. Ngay sau đó một đạo lôi quang bỗng nhiên đánh xuống, nghe âm một tiếng thật lớn, đánh cho bốn giá gỗ treo Tiết gia già trẻ khí thế cường đại, làm cho đoán cốt cảnh đang hành hình tất cả đều bị đánh bay ra xa mấy chục thước, bụi đất tung bay, lôi quang lấp lóe. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía bụi mù tràn mập, bị hiện tượng quỷ dị này làm cho chấn kinh. Chờ khói bụi dần dần tiêu tán, cuối cùng lộ ra dung nhan tà dị của Trác Phàm. U Quỷ Thất, một hiệp trước lão tử thua, hiệp thứ hai bắt đầu đi. Hắn là ai thế? Kiếm Tỳ Phong nhìn Trác Phàm từ bên trong khói bụi xuất hiện,
trong mắt bất giác run run, trong lòng không lý do dâng lên một cổ cảm giác nguy hiểm. Điều này khiến hắn 10 phần kinh dị. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Trác Phàm bất quá chỉ vừa mới đột phá đoán quốc cảnh mà thôi. Nhưng khí thế mà Trác Phàm toàn thân cao thấp phát ra lại khiến hắn là một thiên huyền cao thủ cũng cảm thấy vô cùng uy hiếp. Loại hiện tượng này thật sự quá mức quỷ dị. Tạ Thiên Dương tự nhiên cũng cảm nhận được sự khác biệt của Trác Phàm lúc này. Ngoại trừ diện mạo thì tràn ngập về kim chí khí, còn cho hắn một loại cảm giác áp bách thật sâu. Loại khí thế này không giống với kiểu tu vi áp chế của cao thủ thiên huyền, mà chính là loại khí tức có tính xâm lược đơn thuần nhất, có thể tùy ý uy hiếp tính mạng hắn. Tóm lại, lúc này Trác Phàm chính là một con mãnh thú, cho người khác một loại cảm giác lúc nào cũng có thể đem đến cho người ta một cảm giác cắn xé đến chết. Hắn là bằng hữu mà ta không tín nhiệm nhất, cũng là tín nhiệm nhất. Tạ Thiên Dương nhếch miệng lên, toàn không tự chủ được mà run rẩy. Cái này không phải là bởi vì hoảng sợ, mà chính là kích động. Lấy sự hiểu biết của hắn đối với Trác Phàm, hắn chịu đến đây thì ác có niềm tin cứu được Tiết Ngôn Hương. Liếc nhìn Tạ Thiên Dương thật sâu một cái, trong mắt Kiếm Dị Phong không khỏi lóe qua một đạo kỳ dị. Tạ Thiên Dương là tiểu tử hắn nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, thiên phú dị bẩm, thực lực kinh người. Hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này tín nhiệm, hoặc có thể nói là ý lại một người khác như thế. Người tới đây, Kiếm Tỳ Phong lần nữa đưa mắt nhìn sang Trác Phàm, hắn muốn nhìn rõ ràng đến tột cùng là người như thế nào lại khiến cho người như Tạ Thiên Dương tại bên trong Kiếm Hoàng phủ cũng là tuyệt đối thiên tài đệ tử ký thác kỳ vọng. Ha, người quả nhiên không chết, còn đột phá đến đoán quốc cảnh. U Quỷ Thất đồng dạng cảm nhận được khí chất toàn thân khác biệt so với trước kia từ bên trong con người Trác Phàm tản mắt ra, nhưng hắn lại không thèm để ý, bởi vì hắn thấy đây chỉ là đột phá đoán quốc cảnh, nhất thời sinh ra cực độ tự tin mà thôi. Đợi đến khi hắn phát giác được đoán quốc cảnh tại trước mặt cao thủ thiên huyền nhỏ yếu như thế nào, cổ khí thế này tự nhiên sẽ tiêu tán. Chỉ có điều khiến hắn ngạc nhiên là hắn cùng Trác Phàm tách ra mới chỉ mấy tháng, lần trước gặp hắn vẫn là tụ khí lục trọng, hơn nữa còn trọng thương sắp chết. Thế nhưng ngắn ngủi trong thời gian mấy tháng, thế mà đã đột phá đến đoán quốc cảnh. Tốc độ tu luyện khủng bố như vậy khiến cho trong lòng hắn cũng không khỏi hoảng sợ. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh được chứ? Ánh mắt hắn khẽ híp lại một cái, U Quỷ Thất thầm nhủ, tiểu tử này quả nhiên là quái thai, tuyệt nhiên không thể để lại cho hắn lưu lại trên đời này. Vừa nghĩ vậy, U Quỷ Thất hừ lại một tiếng, Minh Nhi, người thay vi sư xuất tay làm thi thánh đi. Vừa dứt lời, U Quỷ Thất vung tay lên đem U Minh đẩy ra. Lông mày Trác Phàm nhíu lại, liếc nhìn hắn một cái, không khỏi xì cười một tiếng. Hóa ra là ngươi sao? Cũng tốt, lần trước để ngươi chạy mất, ta còn rất hối hận. Lần này thì để chúng ta hai kết thúc một chút ân oán một chút trước kia đi. Thế nào, các ngươi biết nhau sao? U Quỷ Thất nghe được lời Trác Phàm nói ra, không khỏi giật mình, nhìn về phía U Minh bên cạnh. Lại thời đình rất phát hiện, đồ đệ mà chính mình đắc ý nhất, U Minh, thế nhưng đã bị dọa đến hai chân phát run, mồ hôi lạnh úa ra. Khuôn mặt vừa mới nãy còn khoan thai tự đắc, hiện tại cũng đã trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào. Thứ không có tiền đồ, sư phụ, có sư phụ bảo bọc, ngươi còn có thể bị dọa sợ thành bộ dáng này sao? U Quỷ Thất nhìn thấy bộ dạng này của đồ đệ, không khỏi tức giận tới mức nghiến răng. Cái này nếu là không có người ở đây thì còn dễ nói, thế nhưng là giờ khắc này, hai người Kiếm Hầu phủ hết lần này tới lần khác đứng ở bên cạnh, đây không phải để cho người ta tự chế giễu hay sao? Danh dự của U Minh Cốc còn mẹ nó đã bị cái thằng ranh con này hủy mất rồi. Quả nhiên Kiếm Tùy Phong thấy cảnh này không khỏi phá lên cười to, không có chút nào buông tha cái cơ hội chế giễu lão đối thủ này. Ha, quả nhiên là danh sư cách xuất cao đồ, hôm nay lão hữu xem như chứng kiến U Minh Cốc đệ tử anh dũng như thế nào. Trên mặt tức giận đến xanh một tiếng, đỏ một miếng, U Quỷ Thất một chân liền đem U Minh đạp ra ngoài, trực tiếp đạp hắn đẹp đạp té ngã trên mặt đất, trực tiếp như một con chó gặp bùn. Đồ hỗn trướng, hắn chỉ vừa mới đột phá đoán quốc cảnh mà thôi, ngươi đã là đoán quốc cảnh nhị trọng rồi đó, có cái gì phải sợ chứ? Run rẩy đứng lên, U Minh run rẩy nhìn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trác Phàm phía trước. Lúc hắn nhìn thấy Trác Phàm, khóe miệng lộ ra nụ cười như có như không, liền dường như là nhìn thấy tràng cảnh lúc giảng phàm bỏ mình, bất giác lập tức lộn nhào nằm xuống bên người U Quỷ Thất, cả kinh kêu lên, sư phụ, hắn cũng là Trác Phàm quản gia của Lạc gia đó, Vân trưởng lão cùng giảng trưởng lão bọn hắn là đều chết tại trong tay của hắn đó. Nghe được lời này, U Quỷ Thất không khỏi kinh hãi, lần nữa liếc nhìn Trác Phàm một cái thật sâu mới hiểu rõ, gật gật đầu. Hiện tại hắn mới rốt cuộc
minh bạch hết thảy. Cái tên Cát Phàm này biết bố trí trận pháp cấp 5, bùng dạ thâm sâu khó lường, đến cả chính hắn đều thiếu chút nữa bị tiểu tử này cho lên đường. Vân trưởng lão cùng giản trưởng lão bị hắn giết cũng không có gì kỳ quái. Mà U Minh Cốc trưởng lão ở trong mắt đệ tử đều là cao cao tại thượng, không nói thiên hạ vô địch nhưng cũng không kém là bao. Thế nhưng U Minh lại tận mắt nhìn thấy hai vị trưởng lão chết trong tay một kẻ đồng trang lứa với mình, không khỏi sinh ra sợ hãi đối với người kia, trong lòng sinh ra tâm ma. Về sau, vô luận người kia thực lực như thế nào, hắn đều không có can đảm khiêu chiến. Hiện tại Trác Phàm vừa mới đột phá đoán cốt cảnh, theo lý thuyết không phải đối thủ của U Minh đoán cốt cảnh nhị trọng. Thế nhưng U Minh vừa thấy hắn liền đã sợ hãi, bởi vì cái gọi là không chiến tự bại, làm sao có thể địch nổi hắn đây. Người tới đây, uy quỷ U Quỷ Thất bất chắc chỉ thở dài, vỗ vỗ vai U Minh. Muốn để tên đồ đệ này thoát khỏi tâm ma, nhất định phải để hắn tự tay giết Trác Phàm mới được. Vừa nghĩ đến đây, U Quỷ Thất trong mắt tinh quang lóe lên, quát lạnh nói: người đâu, ai muốn vì lão phu cầm đầu người này xuống, tất có trọng thưởng. Trưởng lão, để thủ hạ đi. Vừa dứt lời, liền có một đại hán ôm quyền hướng về phía U Quỷ Thất cung kính thi lễ. Người này là đoán cốt cảnh lục trọng, muốn cầm xuống cái đầu của một tên mới vừa đoán cốt cảnh, mới vừa bước vào đoán cốt cảnh, dễ như trở bàn tay. Người khác vừa định tự tiến cử xuất thủ, lại bị người này vừa lên trước, bất giác có chút buồn bực. Dưới cái nhìn bọn họ, cầm xuống đầu của Trác Phàm, căn bản cùng làm việc, không lấy công lao. Cùng việc lấy không công lao, không có gì khác biệt. Bất giác trong lòng tất cả mọi người đều có một loại cảm giác bị người khác đánh cắp toàn bộ gia tài. U Quỷ Thất gật đầu ra hiệu với hắn, sau đó vỗ vỗ vai U Minh, đem đầu hắn chuyển tới vị trí đối diện Trác Phàm, lạnh lùng nói: Minh Nhi, ngươi nhìn cho kỹ, tiểu tử này chỉ là trận pháp lợi hại, dưới tình huống không cách nào bố trận, không có gì là đáng sợ cả. Đợi lát nữa hộ vệ kia đem hắn cầm xuống, ngươi tự tay giết hắn đi, tâm ma tất thể sẽ trừ. U Minh nghe được lời hắn nói, bình tĩnh gật đầu, một đôi ánh mắt kiên định không hề chớp nhìn chằm chằm về phía trước. Kiếm Tùy Phong nhìn thấy hết cả tất cả, khẽ cau mày thở dài. Cái tên U Quỷ Thất này quả nhiên là thất khiếu quỷ linh lung, vậy mà thoáng cái liền nghĩ ra loại biện pháp thay đồ để hắn loại trừ tâm ma. Thiên Dương, vì bàn hậu này của ngươi gặp nguy hiểm rồi đó. Tại Thiên Dương lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, thả mắt nhìn qua, đã thấy Trác Phàm vẻ an nhiên, không khỏi cười khẽ một tiếng. Tiểu tử kia một bộ khí định thần nhàn, nhất định không có vấn đề. Kiếm Tùy Phong lông mày nhíu lại, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, lần nữa nhìn về phía trước. Vô luận như thế nào, một tên đoán cốt cảnh lục trọng, một tên chỉ là đoán cốt cảnh nhất trọng, muốn thắng cũng không phải là dễ dàng hay sao? Tên đại hán đoán cốt cảnh lục trọng kia chậm rãi đi đến trước mặt Trác Phàm, nhếch miệng cười. Hờ, ngươi thực sự là lễ vật mà ông trời ban cho lão tử, chỉ là đem tiểu quỷ nhà ngươi cầm xuống, liền có thể vì thất trưởng lão lập được lại đại công, thật sự là quá hời mà. Ngươi chết vì tiền, chim chết vì ăn, người muốn tìm cả chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Trác Phàm nhếch miệng lên, khinh thường biểu môi. Hờ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, chỉ cần một quyền lão tử liền có thể chiếm ngươi, không nói ra nổi một từ. Đại hán kia phá lên cười lớn, một quyền hướng về mặt Trác Phàm đánh tới, tốc độ quá nhanh, giống như gió táp, lực lượng mạnh mẽ tựa như sơn hà. Nhưng nghe âm thanh xé gió, một quyền thế nặng lực nặng lớn bỗng nhiên đi đến trước mặt Trác Phàm. Trác Phàm tựa hồ phản ứng không kịp, liền bị đánh trúng mặt. Âm một tiếng vang thật lớn phát ra, chấn động khiến tất cả mọi người đau cả màng nhĩ, có thể thấy được một quyền này nặng nề đến cỡ nào. Tạ Thiên Dương thấy vậy, ngay từ đầu hai gò má còn đầy nụ cười, tròn mắt kinh ngạc đến ngây người. Một quyền đó của đại hải kia vậy mà thật đánh trúng, Trác Phàm thế mà tránh cũng không kịp. Coi như tụ khí cảnh, thời điểm hắn cũng có thể né tránh mà, làm sao lại trở thành đoán cốt cảnh, phản ứng ngược lại lại trì độn chậm chạp như thế chứ. Tiết Hương thấy vậy càng là hoa dung thất sắc, vội vàng kêu lên: Trác đại ca. Mà một đám thủ vệ U Minh Cốc còn lại tất cả đều là phát ra một trận cười lạnh. Hờ, biết ngay tiểu tử này thật non, thật không nghĩ đến lại thua nhanh như vậy, đến tránh cũng không tránh được. Vừa nãy ta có nghe lầm hay không thế? Hắn giết hai vị trưởng lão của chúng ta sao? Nếu hắn có khả năng này, lã tử cũng là thiên hạ đệ nhất đó. Hờ, đáng chết, việc dễ dàng như vậy lại bị cái tên hỗn đản kia chiếm tiện nghi, thật không biết hắn sẽ nhận được ban thưởng gì của cốc chủ đây. Chỉ trong một thoáng, bốn phía tràn ngập tiếng nghị luận. U Minh nhìn thấy cảnh này, trong mắt hơi động một cái, cảm giác sợ hãi của hắn đối với Trác Phàm tựa hồ như đang dần dần biến mất. Chỉ có U Quỷ Thất lông mày nhíu lại, hai tròng mắt đảo quanh, không biết đang suy nghĩ cái gì. A! Bỗng nhiên
một tiếng gào thét thê thảm vang lên. Ngay khi tất cả hậu vệ đều đã ao ước lại ghen ghét mà nhìn đại hán kia đột nhiên kêu gào một tiếng, bừng chặt lấy cánh tay, vội vã lui lại. Mà cánh tay kia của hắn cũng hoàn toàn biến dạng, dường như đã bị cong quẹo lại. Lại nhìn về phía Trác Phàm, giờ cái này vẫn là một vẻ mặt thản nhiên, nhìn về phía trước, cũng như lúc trước giống như y như đúc. Tựa hồ như mặt anh cho tới bây giờ đều không có chịu qua một quyền nào, làm sao có thể chứ? Kiếm Tùy Phong trong mắt bỗng nhiên co rút lại, kêu ra tiếng. Một tên Đoán Quốc Cảnh nhất trọng, thế mà dùng mặt đánh gãy cánh tay của một tên Đoán Quốc Cảnh lục trọng hay sao? Tạ Thiên Nhiên cũng là hai mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt không hề biểu tình gì của Trác Phàm, trong lòng hoảng sợ. Tuy hắn biết Trác Phàm có can đảm đến đây nhất định là đã có sự chuẩn bị, nhưng cái này là gì chứ, mạnh quá cũng là bất quá bất hợp lý đi. Đừng nói là hắn, một tên Đoán Quốc Cảnh bát trọng, cho dù là cao thủ Thiên Huyền Cảnh cũng không thể làm được đến mức này à? Chỉ trong một thoáng, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Trác Phàm không còn chế giễu, ngược lại là sự kinh dị cùng hoảng sợ. Không để ý tới ánh mắt của mọi người, Trác Phàm chậm rãi đi đến trước mặt đại hán kia. Đại hán kia vừa mới ngẩng đầu lên liền nghe phụt một tiếng, hai mắt trong nháy mắt lồi ra, khóe miệng không ngừng phun ra một bọng máu đã không còn khí tức. Ngực của hắn đã bị Trác Phàm một quyền đánh xuyên qua, mà xuyên qua lại đơn giản như vậy, dường như thân thể người nọ là họ đầu hũ làm thành. Trác Phàm chí tủy vung cánh ra một cái, hắn liền chết. Trác Phàm hơi vung tay, đại hán kia bay lên trời, sau đó rơi xuống như một bãi bùn nhão nằm ra trên mặt đất. Nhìn hai mắt đại hán kia trước khi chết lồi ra, ánh mắt mê man, mọi người tại chỗ ngăn không được phát lạnh, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm đã tràn ngập hoảng sợ. Tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, thật lực quá mức biến thái mà. Biến thái, không sai. Bây giờ trong lòng tất cả mọi người tại đây chỉ có hai chữ này. Trác Phàm thể hiện ra cường hãn thực lực đã không phải dùng từ cường đại để hình dung nữa. Chỉ có hai từ này mới có thể hoàn toàn thể hiện rõ hình tượng của Trác Phàm lúc này trong lòng mọi người mà thôi. Phải biết, Đoán Quốc Cảnh bản thân chính là giai đoạn tốt nhất để một tu giả luyện thể Đoán Quốc, về sau cũng sẽ không còn thêm cơ hội tùy thảo như thế này. Nhưng cho dù là cao thủ Thiên Huyền mạnh hơn xa Đoán Quốc Cảnh nhiều lắm, cũng chỉ là có thể bằng vào nguyên lực cường hãn một chưởng chấn vỡ lục phủ ngũ tạng của hắn thôi. Nhưng ngàn vạn lần không có người nào có thể giống như Trác Phàm dễ dàng như vậy liền dùng một quyền xuyên qua người bọn hắn. Huống chi Trác Phàm lúc này chỉ mới vừa vặn đột phá Đoán Quốc Cảnh mà thôi. Sự tình như thế này từ xưa đến nay đều chưa bao giờ phát sinh ra. Quái vật! Không biết là ai nhìn không được nhẹ giọng thốt ra, thanh âm có chút run rẩy truyền đến tai tất cả mọi người có mặt tại đây. Mọi người không khỏi cùng nhau run lên, lại nhìn về phía Trác Phàm, đúng là rất tán thành gật đầu, vẻ kiên dè trong mắt không che giấu một chút nào. Lúc này những tên Đoán Quốc Cảnh U Minh Cốc kia cũng lại không có ai hâm mộ đại hán vừa đoạt cơ hội lập đại công của bọn hắn, ngược lại trong nội tâm sinh ra một tia đồng cảm. Tiểu tử này đến tột cùng nếu phải là may mắn đến cỡ nào mới gặp phải tên quái thai từ xưa tới nay tuyệt đối khó thể gặp như vậy, công lao không có lập được mà còn uổng phí tính mạng. Phiu! Đột nhiên một tiếng xé gió vang lên. Trác Phàm vừa mới giải quyết xong đại hán kia, còn chưa lấy lại tinh thần, hai đầu trường tác một đen một trắng lại trong nháy mắt tiến đến xung quanh hắn, đem anh như gói bánh chưng trói chặt lại. Mà ở cuối trường tác kia chính là U Quỷ Thất. Giờ khắc này hắn một vẻ mặt tà mị đang cười nhìn mình. Không tốt, bị cái tứ phẩm ma bảo kia khóa lại, tiểu tử này cho dù có năng lực thông thiên cũng chết chắc rồi. Kiếm Tùy Phong nhướng lông mày chăm chú liếc nhìn Trác Phàm một chút, bất đắc dĩ thở dài. Vốn dĩ hắn thấy Trác Phàm thiên phú dị bẩm, tương lai thành thựu không thể đoán trước được, nhưng bây giờ đáng tiếc vẫn là phải chết trong tay cái tên thất khiếu quỷ linh lung này. Tạ Thiên Dương lại nghe vậy không khỏi sắc mặt nghiêm túc nhìn sang, trong lòng căng thẳng. Hắn cũng không nghĩ tới lấy thân phận U Quỷ Thất Thiên Huyền cao thủ vậy mà lại dưới ánh mắt vạn chúng đánh lén một tên vừa mới đột phá Đoán Quốc Cảnh. Tuy tên tu giả này mặt không hợp thói thường một chút, nhưng làm như thế không khỏi là quá mất thân phận sao? Tiết Ngư Hương càng lo âu nhìn sang, trong mắt chỉ có vẻ lo lắng. Lông mày không khỏi nhẹ nhàng lanh lại nhanh lại, Trác Phàm mi mắt hơi rũ xuống, quét mắt nhìn một vòng tứ phẩm ma bảo quen thuộc này, rồi lại nhìn về phía U Quỷ Thất nói ra. Thất trưởng lão, ngay vừa mới bắt đầu liền cùng vãn bối như ta, đùa nghịch loài thủ đoạn này, không ngại mất uy danh U Minh Cốc sao? U Quỷ Thất hai mắt lét một cái, bất giác bật cười thành tiếng, thông minh có thể trong nháy mắt nhìn ra tâm tư của lão hủ.
toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc cũng không có mấy người. Người, cái tên tiểu quỷ này thật không tầm thường, lão phu quả nhiên không thể khinh thường à. Thất trưởng lão, chú ý cẩn thận đó. Trác Phàm quả thực bội phục, dù sao vạn bối lần này tới là không nghĩ tới sẽ bày âm mưu quỷ kế gì, chỉ muốn cùng ngài lão nhân gia một trận quyết thắng thua, nghĩ không ra ngài còn cẩn thận như vậy. Nghe được lời này, sắc mặt U Quỷ Thất bất giác âm trầm xuống. Tuy Trác Phàm nói là anh hành sự bận cẩn thận, nhưng trong câu chữ lại đang chế giễu cợt hẳn, nhát gan, sợ phiền phức. Bị một tên đoán có cảnh tiểu bối làm nhục như vậy, lại còn trước mặt bao nhiêu người, cho dù hắn có là thất khiếu quỷ linh lung thì mặt cũng có chút không nhịn được. Tiểu quỷ, ngươi còn dám làm càn, lão phu lập tức để ngươi chết không toàn thây. Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Trác Phàm không thèm để ý, âm thanh méo mó nói ra, lấy cá tính của ngươi, địch nhân trước mặt tự nhiên càng sớm trừ khử càng tốt. Nhưng thấy như ta vừa đến chỗ này, ngươi chẳng những không có cấp tốc động thủ, ngược lại để đồ đệ của ngươi tới thử trước. Kết quả tiểu tử kia bị ta làm cho sợ mất mật, đến cả mệnh lệnh của ngươi đều không nghe theo. Ngươi đành mượn danh nghĩa thay hắn trừ bỏ tâm ma, để tên ngu ngốc kia đi tìm cái chết. Hắn thắng tự nhiên không nói là cái gì, nhưng nếu như vậy cũng không quan trọng. Vừa vặn để ngươi bắt được thời khắc ta buông lỏng một hơi, thừa cơ đánh lén ta, liền giống như bây giờ. Lời Trác Phàm vừa nói ra, mọi người đều mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngay đến cả cái tên kiếm tùy phong kia cũng không khỏi khẽ giật mình, mới nghĩ thông suốt tất cả. Sau lưng mồ hôi lạnh đã đầm đìa, đối với tên U Quỷ Thất kia lại càng thêm kiêng kỵ. Tuy lần này U Quỷ Thất đối phó không phải là hắn, nhưng đất khách quê người, hắn nếu như đứng tại vị trí của Trác Phàm, hiện tại đánh chừng cũng bị U Quỷ Thất bắt được. Tên U Quỷ Thất này quỷ kế đa đoan, tâm cơ khó lường, quả như âm độc vạn phần. Vậy mà có thể trong nháy mắt sau khi nhìn thấy Trác Phàm kia liền chế định ra độc kế như vậy, thật là đáng sợ. Hơn nữa, hắn đối phó với một tên đoán quốc cảnh cũng tâm kế chồng chất như thế. Chú ý cẩn thận, không lộ mảy may sơ hở, càng khiến người cho người sợ hãi, không hổ là thất khiếu quỷ linh lung. Bất quá, nhìn thấy chiều ngược lại, cái tên Trác Phàm kia vậy mà có thể liền nhìn một chút, liền xem thấu u quỷ kế u quỷ thất. Cũng không hề kém hơn thất khiếu quỷ linh lung một chút nào. Người tới đây, kiếm tùy phong lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tinh quang phun trào. Người xem thấu dự định của lão phu thì như thế nào, hiện tại còn không phải ở trong lòng bàn tay của lão phu sao? U Quỷ Thất cười tà miệng một tiếng, trong mắt hắn lóe một đạo trần sắc ý trần trụi. Chỉ cần lão phu siết chặt bàn tay, ngươi lập tức bị chém thành muôn mảnh, chết không có chỗ chôn. Nghe được lời hắn nói, Trác Phàm lông mày không khỏi nhíu lại, cư nhiên cười to. Nói người lão nhân này âm hiểm, tại sao lại trở nên đần thối như vậy chứ? Lão tử đã xem thấu ngươi, như thế nào lại tùy tiện trúng kế được chứ? Vừa dứt lời, trong mắt Trác Phàm ngưng tụ, nghe âm thanh sấm sét bạo hưởng, một đạo lôi quang bỗng nhiên xẹt ra. Oanh! U Quỷ Thất còn chưa kịp nắm chặt hai cái trường tác kia liền vỡ ra. Sau lưng Trác Phàm thoáng chốc xuất hiện một đôi cánh dài 3 trượng, tràn ngập nhuệ khí kim sắc lưu quang lưu chuyển phía trên, từng đạo sấm sét tia chớp vây quanh. Cái đó là lôi vân vực của Lôi Vân Tước sao? Tạ Thiên Dương từng nhìn thấy qua cái này, không khỏi kêu lên sợ hãi. Lúc trước Lôi Vân Tước bỏ mình, toàn bộ thi thể đều giao phó cho Trác Phàm xử trí, nhưng hắn vạn lần ngần không nghĩ đến Trác Phàm vậy mà lại đem cái lôi vân vực kia luyện thành ma bảo. Lấy linh thú cấp 6 Lôi Vân Tước luyện chế, lại lấy kim cương lusa phụ trợ, ma bảo này tối thiểu là cấp bậc lục phẩm. Vừa nghe đến đây, Tạ Thiên Dương không khỏi vừa mừng vừa sợ. Khó trách tiểu tử này dám đơn thương độc mã, hóa ra là đã chuẩn bị trước như vậy. Hắn đánh với U Quỷ Thất một trận thì có không ít phần thắng. Là ma bảo lục phẩm phi hành sao? Trong mắt U Quỷ Thất hơi híp lại, sắc mặt dần dần ngưng trọng ra. Thì ra là thế, bằng vào ma bảo lục phẩm phi hành, thật sự có phương diện tốc độ cùng cao thủ thiên huyền sánh vai. Thế nhưng là vừa nói rồi, U Quỷ Thất bỗng nhiên đem song tử tác âm dương hất về phía trước, một đen một trắng hai đầu trường tác thẳng tắp hướng về hai phương hướng vòng qua, thẳng đến vị trí yếu hại của Trác Phàm, hoàn toàn phong tỏa tất cả đường lui của anh. Cao thủ thiên huyền cảnh mạnh hơn đoán có cảnh cũng không chỉ là tốc độ mà thôi. Cái này ta đương nhiên biết. Trác Phàm hoàn toàn không để ý tới hai đầu trường tác, cười tà mị nói ra, thiên huyền đáng sợ còn ở đánh nhau tay đôi. Đây chính là bất luận cái phi hành ma bảo nào cũng đều không thể đền bù thiếu hụt. Có điều đúng lúc này, hai đầu trường tác đã tới gần Trác Phàm, một đầu thẳng đến vị trí trái tim, một đầu thẳng đến trên đầu.
Các phàm muốn chạy cũng chạy không thoát. Thế nhưng vào thời khắc này đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm! Một đôi lôi vân cảnh giống như hai cánh tay trong những mắt uốn lượn đối với hai cái đầu trường tác kia hướng ra phía ngoài vỗ mà tới. Chỉ trong một thoáng, hai đầu trường tác liền bị quất bay ra ngoài, ngay cả một cọng lông của Trác Phàm đều không chạm đến. Thấy tình cảnh này, U Quỳ Thất cùng Kiếm Thủy Phong cư nhiên cùng nhau giật nảy mình, kêu ra một tiếng: làm sao có thể chứ?